100% cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ phòng chống dịch ở tuyến đầu sẽ được tiêm vaccine trong vài ngày tới. Đơn vị thực hiện tiêm chủng là Bệnh viện 199 Bộ Công an trong mấy ngày gần đây đã tăng cường thời gian và nhân lực để thực hiện công tác này. Trong lần thứ 5 được phân bổ vaccine, Bệnh viện 199 được cấp 1.120 liều vaccine Moderna và 2.200 liều vaccine AstraZeneca. Bệnh viện sẽ tiến hành tiêm toàn bộ mũi 1 cho cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị trên địa bàn thành phố và tiêm nhắc lại mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Đây được xác định là nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo an toàn cho lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi thường xuyên tiếp cận với rất nhiều người, trong đó khả năng lây nhiễm dương tính với COVID-19 là khả năng rất là cao. Chúng tôi thực hiện tốt những biện pháp phòng chống dịch 5K và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của một chiến sĩ công an. Cho nên là cái khả năng lây nhiễm nó cũng có phần nào thì được cái sự chuẩn bị, có sự chuẩn bị trước. Cho nên khi được tiêm những cái liều vaccine phòng chống mũi thứ hai này, chúng tôi cảm thấy có cái tự tin hơn trong cái công tác bảo vệ phòng chống cái COVID này. Tiếp tục sẽ phấn đấu thâm nhập sâu vào từng con phố ngõ hẻm hơn nữa để tìm ra những người có những cái nguy cơ cao về cái lây nhiễm virus để phòng ngừa tốt và tạo được cái sự tin tưởng cho nhân dân trong cái giai đoạn. Trong các ngày tiếp theo, khi đã hoàn thành tiêm chủng các cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện 199 sẽ tổ chức các đoàn công tác lưu động tiêm chủng cho công an các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên. Trong đợt giãn cách này thì cũng rất là khó khăn về nguồn nhân lực, nhưng mà với vai trò và trách nhiệm của Bệnh viện 199 là phải phục vụ cán bộ chiến sĩ khu vực miền Trung Tây Nguyên, thì Bệnh viện 199 đã đưa ra một kế hoạch rất rõ ràng, cụ thể trong vấn đề tiêm vaccine. Thì hiện nay là toàn bộ cán bộ chiến sĩ đã ở tại khoa phòng thì đã tập trung về để làm công tác tiêm chủng cho công an. Thứ hai nữa là để đảm bảo được công tác phòng chống dịch, thì Bệnh viện 199 đã thông báo cho tất cả các đơn vị tiêm theo giờ và để đảm bảo công tác giãn cách. Sau khi cán bộ chiến sĩ hoàn thành tiêm mũi 1 được 4 tuần và mũi 2 được 2 tuần, Bệnh viện sẽ tiến hành xét nghiệm kháng thể để đánh giá hiệu quả của việc tiêm vaccine. Đồng thời, trong đợt này, Bệnh viện 199 cũng đang triển khai đào tạo, hướng dẫn và cấp phát test nhanh cho công an các đơn vị để chủ động trong công tác phòng chống dịch.